Mày làm cái gì đấy? Đúng là cái đồ nhà quê. Muốn chụp ảnh ý, thì phải mua điện thoại xịn mà chụp. Đây à, không thích. Sao cậu bỏ ai ở nhà quê cơ? Tao nói mày đấy, đi xem lại mày xem. Tính đôi giày đi học cũng không có. Nhìn quần áo kìa. Quần áo thì lôi thôi lách thách, bẩn thì muốn chơi với cái hội này ý. Thì phải mặc đồ hiệu, điện thoại, điện thoại xịn. Biết chưa? Đi. Đây, mẹ đã chuẩn bị quà và bánh sinh nhật cho con rồi đấy. Quà? Wow. Điện thoại phải không mẹ? Con có đeo dây chuyền bạc bao giờ đâu. Con bảo con thích điện thoại cơ mà. Trên điện thoại thực sự quan trọng đối với con thế hay sao? Mẹ biết không, ở trường chính vì con không có điện thoại xịn, không quần áo mới, chúng nó chửi con là đồ nhà quê, không xứng để chơi với họ. Con đừng có đổ lỗi cho hoàn cảnh. Mẹ thấy con đang đua đòi theo các bạn đấy. Nhiều bạn không có điều kiện như nhà mình, nhưng mà họ vẫn sống tốt đấy thôi. Suốt ngày mày chỉ loanh quanh như mấy xào ruộng, mày biết gì mà nói chứ. Ông gái, sao lại lang thang một mình thế này? Anh là ai? Tôi không quen anh. Anh đi ra đi. Nhưng lạ sao quen mà em? Con gái đi một mình này á, không an toàn đâu. Em đi đâu ạ? Để anh đưa đi. Tôi không muốn đi đâu hết. Anh đi đi. Vậy thôi, anh đi trước nhé. Em nên về nhà đi. Con gái đi này á, nguy hiểm lắm. Đâu em gái? Tôi không quen các anh. Dần sẽ quen. Đi về bạn. Để cô bé yên. Mày thằng nào? Thằng nào á? Chứ mày biết thằng nào chưa? Bố. Anh đưa được. Em có sao không? Thôi, để anh đưa em về nhé. Linh! Dạ? Ai vừa đưa con về đấy? Thì là bạn con. Bạn con à? Thế sao mẹ không biết? Trường con có bao nhiêu người, làm sao mẹ biết hết được không? Thế cái bộ quần áo kia, con lấy tiền ở đâu ra? Là con mua à? Con mua. Thế còn cái điện thoại này, con lấy tiền ở đâu ra? Là con mượn của bạn. Bạn con cho mượn. Có phải nó cho con tiền để mua điện thoại và quần áo không? Đúng mà. Vậy thì sao à? Mẹ không lo được cho con thì để người khác lo. Đây thì người khác lo này. Điện thoại của con hả? Mẹ làm gì vậy? Có phải con cần điện thoại không? Đúng. Nếu mà con cần thì để mẹ mua cho. Con không cần. Linh, làm gì lâu thế nhỉ? Đây mày. Ô đại ca, con đang sao nào? Đại ca, làm gì lâu thế anh? Đại ca làm gì lâu thế? À mà vụ con hàng hôm trước thế nào rồi anh? Đông người, nhỏ mồm thôi. Muốn đi tù à? Tao vẫn đang chăn, nhưng không biết thế nào. Đang đói thối mồm này. Úi giời, em tưởng trình đại ca thế nào? Cái mồm. Mà này, chuyện tao giao cho hai thằng mày. Sao rồi? Tao đang cần mấy con hàng ngon để chạy sang biên giới ấy. Hai thằng mày, liệu tính đi. Úi giời. Về vụ này anh không phải lo. Mấy hôm nay em chăn cho đại ca mấy con hàng học sinh sinh viên vừa mới quê lên, dễ lừa lắm. Tốt. Cứ nhắm vào mấy đứa nhà nghèo mà hám tiền cho tao. Vâng. Uống đi đại ca. Uống đi anh ơi.
Thôi đi nhanh lên anh. Hình như ai gọi em kìa. Dạ không ạ. Người quen à? Dạ không, đi thôi anh. Linh ơi! Linh, mẹ bảo đây. Linh ơi! Linh! Linh ơi! Linh! Cô đâu mà tôi?